Xin chào quý anh chị các bạn, hiện tại thì em đang có mặt tại Toyota Bắc Ninh. Hôm nay em xin phép làm video để giới thiệu cho anh chị về nội ngoại thất chiếc xe Toyota Cross phiên bản 1.8G, nội thất màu đen và ngoại thất cũng là màu đen, phiên bản 2023. Phiên bản đã được nâng cấp lên màn hình to và là giá mới. Thì chiếc xe này bên em cũng mới đăng ký cho khách hàng xong và chuẩn bị chờ giao, thì em xin phép làm video để giới thiệu cho anh chị. Đầu tiên là trong khi giới thiệu chung về ngoại thất thì em sẽ giới thiệu cho anh chị một chút về cái giá bán và các phiên bản hiện tại. Phiên bản 2023, phiên bản đã được cập nhật. Thì Toyota Cross năm 2023 thì đã được cập nhật lên cả 3 phiên bản đều được cập nhật và đều có giá mới. Tuy nhiên là một vài thông tin nó vẫn như ngày xưa. Thứ nhất là vẫn phân phối thị trường Việt Nam với 3 phiên bản là 1.8G, 1.8V và 1.8HV và đều được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan. Giá lên được các phiên bản như sau. Đối với phiên bản 2023 thì 1.8G trước mắt chúng ta đây có giá niêm yết là 755 triệu, và ở thời điểm tháng 3 năm 2023 này bên em đang giảm cho anh chị là 30 xem một chút là giảm cho anh chị 38 triệu tiền mặt và tặng cho anh chị gói phụ kiện trị giá là 15 triệu. Thì với cái ưu đãi bên trên thì giá xuất hóa đơn chỉ còn có 717 triệu, lăn bánh thì chưa đến 800, lăn bánh chỉ có là 797 triệu là lăn bánh rồi, còn để trả góp thì anh chị chuẩn bị giúp em khoảng 230. Phiên bản thứ hai là phiên bản 1.8V thì có giá niêm yết là 860. Phiên bản đã được nâng cấp lên màn hình và cái cốp điện thì có giá niêm yết là 860, và hiện tại bên em đang giảm cho anh chị là 45 triệu tiền mặt cộng với gói phụ kiện 15 triệu. Thì với giá ưu đãi vừa rồi thì lăn bánh chỉ còn nhỉnh 906 triệu thôi, còn trả góp thì anh chị chuẩn bị giúp em khoảng 265 triệu. Còn phiên bản cao cấp nhất, phiên bản Cross xăng điện cũng được nâng cấp lên màn hình Android Auto không dây và Apple CarPlay, là giá niêm yết là 955, mà hiện tại em đang giảm cho anh chị là 22 triệu tiền mặt. Với cái ưu đãi bên trên, giảm thuế trước bạ các thứ thì lăn bánh nó sẽ là 1 tỷ 033 triệu, trả góp thì khoảng tầm 300, đã bao gồm đầy đủ phụ kiện bảo hiểm. Vừa rồi thì em đã giới thiệu anh chị về tổng quan giá bán cho các dòng xe của Toyota Cross phiên bản cả 3 phiên bản. Thì em sẽ xin phép đi vào chi tiết hơn so với các đối với chiếc xe 1.8G màu đen này. Thì về ngoại thất nhìn chung nó sẽ không khác biệt so với phiên bản 2022, vẫn là cụm đèn halogen, bi halogen, cụm đèn bi halogen. Mặt ca lăng thì thiếu mất cái cụm mạ chrome này, la răng vẫn vậy, la răng vẫn là la răng dạng đúc, vẫn ngoại thất vẫn như vậy, vẫn là cốp cơ. Tuy nhiên có một cái chi tiết làm cái nội thất của xe nó trông hợp lý hơn rất nhiều là cái màn hình. Thì em sẽ vào giới thiệu cho anh chị về nội thất màu đen cũng như là để anh chị quan sát chi tiết hơn về cái màn hình của phiên bản mới này. Anh chị nhìn qua giúp em về cái nội thất của xe màu đen, nội thất màu đen. Hàng ghế thứ hai. Tất cả những cái nội thất bên trong đều được trang bị là màu đen, trừ những cái viền bạc như thế này. Em sẽ để máy lên cho anh chị quan sát về các cái màn hình phía bên trong xe. Để nổ thông minh này, màn hình tắp lô này, rồi đây là màn hình giải trí, có một giao diện hoàn toàn mới. Ngày xưa thì cái màn hình của nó chỉ nằm trong lọt thỏm trong ô ấy thôi, nên là trông cái nội thất nó rất là xấu. Tuy nhiên là ở thời điểm hiện tại thì cái màn hình này được nâng cấp lên, cái giao diện cũng đẹp hơn và tất cả mọi thứ trông nội thất sáng rất nhiều. Anh chị không cần phải quan tâm đến vấn đề độ màn hình Android như ngày xưa nữa, bởi vì là bây giờ là màn hình to, anh chị cần cắm Apple CarPlay hoặc là anh chị dùng cái bộ chuyển đổi là có thể là dùng như một màn hình Android rồi. Điều hòa thì vẫn là điều hòa tự động một vùng, còn màn hình thì vẫn vậy, nó chỉ cập nhật thêm về màn hình cũng như là các cái chi tiết khác, cũng như là vẫn cũng như là cái phiên bản 2022. Thì với cái giá bán như hiện tại thì
anh chị đang quan tâm đến vấn đề gì. Em đã giới thiệu cho anh chị nội ngoại thất của chiếc xe màu đen, nội thất màu đen phiên bản G, cũng như là báo cho anh chị cái giá bán của tất cả phiên bản khác. Thì anh chị quan tâm đến cái vấn đề như giá xe, lịch xe, các vấn đề trả góp thì có thể liên hệ giúp em qua số hotline trên màn hình. Em xin phép anh chị những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.